Rồi dạ. Rồi mới nhọt đó. Đó má. 80. Bỏ vô nồi rong rong đúng không? Mà không nghĩ 70 ngàn luôn á. Tao không nghĩ luôn, tao không nghĩ cái này chắn á. Tao không biết. Cơm bố thì chạy nhờ thiệt, mình đi sao? Mình 350 nó lớn, nó nhỏ kia mua 350. Này, ta đoạn tiền 500 ngàn rồi. Người nó xóa nhang với chị đó. Gọn hòm à. Hòm là tim bô tóc à. Năm nay thì những hốc đen mà sẽ lắc cay như năm thế này. Ừ. Tôi có còn sẽ lắc cay không?
Má đây mà không bị lao đó. Thì nó còn kiểu vạch mờ mờ á chị. Chị chắc là bà nhòn. Chị nói giọng có nói giọng chị bình thường á, là nói giọng Huế hay là nói giọng gì? Thôi rửa mặt đi là chứ chị có chị nó là lùng nhất không? Chị mày. Chị không phải còn trong. Đây còn đây nữa. Còn đây mười mười bốn. Chưa tin, chưa tin. Em vô đây mình xoại ngồi luôn. Xoại ngồi coi.